Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ, nhà trẻ và trẻ mẫu giáo, học sinh và học viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan trong dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh và học viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất mức hỗ trợ học phí cho các đối tượng này bằng 100% mức thu học phí công lập theo quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho từng cấp học. Còn đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Lao động Thương binh Xã hội đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước đối với người từ đủ 65 tuổi trở lên có đăng ký thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nhưng chưa được hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ bản đồng ý với các nội dung được đưa ra trong hai dự thảo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh Xã hội hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua, chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 22 sắp tới.